Chỉ rõ nguyên nhân của tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch cân đối phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là những nội dung chính được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến trong phiên giải trình về kết quả thực hiện đầu tư công trên địa bàn do Hội đồng Nhân dân TP.HCM tổ chức vào hôm nay. Theo đó, trong năm 2021, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM chỉ đạt 61,3% trong tổng kế hoạch đầu tư công của thành phố. Riêng trong 7 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới được 26,5%, trong đó có tới 100 dự án chưa giải ngân được đồng nào. Việc lập kế hoạch vốn ngân sách nhà nước chưa sát khả năng thực hiện, không giao vốn còn chậm là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Từ đầu năm 2022, thì chúng tôi nhận thấy là công tác giải ngân đầu tư công có chậm, thì ủy ban đã tiến hành thành lập các cái tổ công tác. Chúng tôi có tổ giải phóng mặt bằng, tổ cho các dự án nhiều vốn, tổ các cái dự án ODA. Thứ hai nữa là chúng tôi tiến hành giao ban hàng tháng với các chủ đầu tư để kịp thời đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Và cái thứ ba là chúng tôi yêu cầu từng chủ đầu tư lên một kế hoạch tiến độ cụ thể cho dự án của mình từ đây đến cuối năm để xác định được cái mức độ giải ngân, tiến độ giải ngân để kiểm soát. Giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương được bố trí là 142.557 tỷ đồng, chỉ đáp ứng được 21% tổng nhu cầu vốn. Vì vậy, dự án khởi công trong giai đoạn này rất ít, hầu như nguồn vốn chỉ dành cho các dự án chuyển tiếp. Để khắc phục tình trạng này, thời gian tới, bên cạnh tính toán cơ chế tạo thêm nguồn thu như huy động từ nguồn tiền sử dụng đất, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, thành phố sẽ tập trung phát huy nguồn vốn từ xã hội hóa.